Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chính trường và tình trường của quan bà Hoàng Thị Thủy Lan. Ngày 10 tháng 3, báo Tiếng Dân đăng bài chuyện về quan bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Vĩnh Phúc của tác giả Nông Văn Tiệm. Thời báo chấm đề tóm tắt và giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Quan bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966 tại Vĩnh Phúc, quê gốc Hưng Yên, vừa bị cho vào lò ngày 8 tháng 3. Lan, hiện là ủy viên trung ương khóa 12 và 13, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Lan là con gái ông Hoàng Quy, bộ trưởng tài chính, nhiệm kỳ năm 1987 đến năm 1992, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 5 và 6. Lan từ một giáo viên trung học cơ sở sang làm cán bộ phụ nữ thị xã, rồi nhảy qua làm cán bộ đoàn của tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Và đây là hình bài báo trên báo Tiếng Dân dư luận Vĩnh Phúc xầm xì. Lan được nâng đỡ trong sáng bởi nhân vật Trịnh Đình Dũng. Từ năm 2005 đến năm 2011, Trịnh Đình Dũng giữ chức bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc thì hoạn lộ của Lan lên như diều gặp gió. Năm 2005, Lan mới chỉ là bí thư tỉnh đoàn. Đến năm 2011, khi Trịnh Đình Dũng rời Vĩnh Phúc để vào Hà Nội nhậm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thì Lan đã ngồi vào ghế ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 2 năm 2015, Lan nhảy lên ghế bí thư tỉnh ủy, dù bị dính nhiều bê bối, nhưng cái ghế bí thư của Lan không hề suy chuyển. Lan bảo kê cho tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Vịt, con nuôi của Trịnh Đình Dũng, liên tục giúp Hậu trúng thầu hàng chục dự án của tỉnh. Năm 2017, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong đó có Lan. Nhưng Lan chỉ cần kiểm điểm sâu sắc và vẫn tái đắc cử Ủy viên Trung ương khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Và đây là hình ông Trịnh Đình Dũng và bà Hoàng Thị Thúy Lan bên trái trong một lần ông Dũng về thăm Vĩnh Phúc. Tháng 2 năm 2021, con gái bà Lan là Trần Huyền Trang được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, nhưng bị dư luận lên án gay gắt, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm bí thư Lan và bộ sậu của bà ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thu hồi quyết định để Trần Huyền Trang quay về ghế chuyên viên sở này chờ cơ hội khác. Ở tuổi gần 60, Lan luôn mãn nguyện khi ai đó khen rằng Lan đẹp như tuổi 30. Nhiều câu chuyện về Bí Thư Lan thường được người dân phường Ngô Quyền mang ra đàm tiếu. Họ nói rằng dù có chồng con, nhưng Bí Thư Lan vẫn rất đa tình, đầy dục vọng và hưởng lạc thú trần gian. Việc này không rõ thực hư ra sao, nhưng câu chuyện sau đây là có thật. Đầu tháng 8 năm 2022, một cán bộ phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Phúc qua đêm tại nhà Bí Thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan rồi ra đi vĩnh viễn. Người dân đồn rằng Người này bị thượng mã phong. Và đây là hình hai gương mặt của bà Hoàng Thị Thủy Lan. Bí Thư Lan dùng quyền lực che đậy cho Phúc Sơn và các doanh nghiệp sân sau ăn đất, xé nát rừng tam đảo để xây khách sạn, phân lô bán nền. Lan khuynh đảo cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, luân chuyển cán bộ để bán ghế, sắp xếp bà cánh, trừng phạt các đối thủ. Tuy vậy, số phiếu tín nhiệm của Lan vẫn cao ngất ngưỡng, chỉ bị duy nhất một phiếu tín nhiệm thấp trong lần bỏ phiếu tín nhiệm gần đây. Người ta còn cho biết, Bí Thư Lan cùng với hai quan bà khác là Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế và Nguyễn Thanh Hải, Bí Thư Thái Nguyên là những phụ nữ luôn được Tổng quản Nguyễn Phú Trọng khen đáo để rằng đó là những người phụ nữ vừa đẹp, vừa hồng, vừa chuyên. Vì vậy, nội bộ xăm xây rằng, gu cụ tổng mặn quá. Có nguồn tin còn nói rằng, trong số ba người đẹp, Hoàng thị Thúy Lan rất được lòng ông chủ lò, cho đến tận ngày ông nhận được phúc trình báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an, thì ông bàn hoàng đến té ngửa. Mọi người đều rõ rằng nếu không có sự che chở của ai đó, chắc Bí Thư Lan không dám lộng hành cả chục năm qua ở Vĩnh Phúc mà không bị gì. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính trường và tình trường của quan bà Hoàng thị Thủy Lan. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thượng bất chính để hạ tắc loạn, cháy nhà lộ mặt tổng trọng. C03 Bộ Công an vừa mở rộng điều tra vụ án tập đoàn Phúc Sơn, đồng thời bắt giữ hàng loạt các lãnh đạo cấp cao ở 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vịnh Long. Trước đó, ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số cộng sự đã bị bắt với tội danh vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Hậu tức hậu pháo được cho là con nuôi của cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Và đây là hình bắt chủ tịch và cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Báo Tiền Phong ngày 8 tháng 3 đưa tin, bắt chủ tịch và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Bản tin cho biết, Ngày 8 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi về tội danh nhận hối lộ theo điều 354 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Liên quan đến vụ bắt giữ này, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị đã chia sẻ rộng rãi hình ảnh về khối tài sản nổi, khổng lồ của ông Đặng Văn Minh đó là một lâu đài nguyên Nga đúng nghĩa nằm ở mặt đường chính, khu trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi. Công luận đặt câu hỏi, ông Đặng Văn Minh lấy đâu ra tiền để xây dựng một biệt phủ nguy Nga và đồ sộ đến như vậy? Trong lúc ai cũng biết, tiền lương và phụ cấp cho chức danh chủ tịch tỉnh kiêm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi của ông Đặng Văn Minh chỉ không quá 30 triệu đồng, tương đương khoảng 800 đô la. Nhưng lâu đài có giá trị cỡ trăm tỷ hiện diện ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt lại không hề bị xem xét về nguồn gốc tài sản của chủ nhân, một lãnh đạo cấp cao của tỉnh Quảng Ngãi. Theo giới chuyên gia, việc công khai minh bạch tài sản quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong chính sách phòng chống tham nhũng của Đảng và chính quyền của họ thì việc kiểm soát tài sản của quan chức công chức là một chủ trương hàng đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các cơ quan của Đảng và chính phủ đã ban hành nhiều quy định yêu cầu lãnh đạo phải kê khai đúng và đủ các biến động của tài sản hàng năm, thậm chí là 6 tháng đối với các công chức công tác ở những ngành nghề dễ tham nhũng. Và đây là hình tư gia của chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh khi bị bắt. Vậy tại sao khối tài sản nổi khổng lồ thuộc sở hữu của ông Đặng Văn Minh một cách bất minh hiện diện suốt một thời gian dài mà không bị phát hiện và xử lý? Điều đó có liên quan gì đến quyền lực bao trùm của chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hay không? Bởi ông Nguyễn Hòa Bình đi lên từ quê nhà Quảng Ngãi, mặt khác, chính ông Trọng cũng không gương mẫu trong việc kê khai tài sản cá nhân. Cụ thể, chiều ngày 17 tháng 6 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nhấn mạnh rằng vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Công luận đánh giá rằng, phát biểu của ông Trọng mang tính bao biện, tránh né. Đồng thời công luận cũng đặt câu hỏi, nếu Tổng Trọng thật sự trong sạch, không tham nhũng, không có những tài sản bất minh, thì tại sao lại không dám công khai tài sản? Đó cũng là lý do, ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, đã có 54 đảng viên và nhân sĩ nổi tiếng cùng ký tên trong một bức thư ngõ nêu rõ nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình, thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Giới thảo tin tiết lộ, gia đình ông Trọng sở hữu căn biệt thự ở số 5 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đứng tên là bà Ngô Thị Mân, vợ Tổng Bí Thư. Căn biệt thự này do Văn phòng Trung ương Đảng thành lý với giá 96 triệu đồng thời điểm năm 2011 hiện có giá thị trường không dưới 3,6 triệu đô la. Và đây là hình nhà nước thiệt 3.000 tỷ đồng trong dự án Sibutra vì một quyết định của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Tổng bí thư còn nhận những món quà giá trị lớn như căn biệt thự ở khu đô thị Sibutra, Nam Thăng Long mà con trai Tổng bí thư là ông Nguyễn Phú Trường đang ở. Đây là một trong hai căn biệt thự là quà biếu của tập đoàn Sibutra, Indonesia mỗi căn có giá trị hơn 2 triệu đô la. Kê khai tài sản là việc bắt buộc đối với cán bộ đảng viên lãnh đạo. Trong đó, đảng đã nhấn mạnh rằng nếu không trung thực kê khai với tổ chức sẽ là vi phạm nghiêm trọng. Phải chăng việc đàn em Đặng Văn Minh không bị xử lý vì khối tài sản khổng lồ kể trên cũng là do tấm gương của bác Trọng? Phải chăng thượng bất chính để hạ tắc loạn? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin thượng bất chính để hạ tắc loạn, cháy nhà lộ mặt tổng trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.